Trước kia là chỉnh cao chỉnh thấp dễ. Nói chung là nó không như con kia, con máy bay kia nó vặn đồ các thứ nó đấy hơn, nó nặng hơn, này nó nhẹ hơn nhiều. Thao hồ cho lên xe máy đi, đèo đi chỗ này, đèo đi chỗ khác. Con này á? Con máy 188 thì cháu không chuyên đâu, cháu là cháu trai nhà này, cháu đi theo bác thôi. Cái này phải gọi anh Thuần. Thuần là trên đi. Bác cũng tham khảo về dòng 188 kìa. Bác cũng tham khảo về dòng 188 thì cứ gọi cho anh số Châu Vàng ấy. Không ở trang trên đấy thì nhà cháu có nhiều loại máy thì có bạn bao nhiêu loại máy nào nhiều loại máy bọn cháu đăng lên mạng đấy là thực tế là nhà cháu đi làm cho dân đấy, nhà anh làm cho dân hết, máy lấy đi thực tế, bọn cháu quay thực tế làm các thứ cho quay các thứ cho dân thực tế mà. Dí xuống thì nó nhẹ hơn đấy.